Dạ vâng Thanh đạo Oreo xin chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc Hôm nay em tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác một số Model noa nghe nhạc Và một số mẫu noa Bát 20 của Karaoke, Pioner Và Bimbi Đó và giới thiệu qua một số uh, Mẫu uh, Cổ của bật nửa uh, Zippo Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với số bên em Và bình thủy uh, đun nước pha chè uh, uống trà uống uh, cà phê pha sữa rất là tiện lợi và cũng là cực kỳ là nhanh và tiết kiệm điện uh, của Nhật Bản và một số mẫu uh, dây uh, cắm nguồn của Nhật đó và một uh, thôi cái video này chắc nó hơi dài hơi dài một chút thì em uh, hẹn các bác trưa mai em sẽ giới thiệu đến các bác nhiều mẫu noa karaoke chuyên dụng uh, của uh, công ty uh, nhập khẩu đó, bảo hành chính hãng uh, 24 đến 12 tháng. 24 tháng và 12 tháng đó. Có rất là nhiều uh, xuất xứ của Mỹ luôn ạ. Uh, Pro uh, XP12 bass 30 và uh, laptop đó của Mỹ 100%. Uh, nhập khẩu uh, công ty chính hãng uh, Việt Nam nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ thì các bác xem được video cho em xin một like, một nút đăng ký để nhận thông báo shop bên em review và mọi liên hệ các bác liên hệ với em qua tấm biển trên thanh đạo audio chuyên âm thanh bãi trực ninh nam định một số điện thoại duy nhất sĩ hoàng toàn quốc và đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác một cặp loa no dàn đấy ạ một cặp loa no dàn siêu giá cực tốt siêu giá cực tốt để các bác tham khảo nó rất là đẹp luôn ạ bát màng carbon gân vải nguyên zin gông kiềng không có bị rôm rỉ hai tuyến uh, loa tuyến thùng cũng rất là, rất, rất là đẹp technic đó chiều cao là 48 rộng 28 mà sâu 21 cm cả căng một nội thông hơi phía đằng trước model của nó là technic CD650 CD650 đó CD650 cực kỳ là đẹp luôn đó tuyến bát bên dưới ạ rất là đẹp một nội thông hơi phía đằng trước và có một nỗi nhỏ có một nỗi nhỏ nó tuyến hậu đấy là nó bị uh, sức một uh, chút chút thôi ạ một, một chút các bác, bác về uh, các bác rỏ keo vào là cũng ok với một mức giá em siêu giá cực tốt để các bác uh, uh, tham khảo vào những ngày cuối năm này thì uh, hợp uh, túi tiền đến đâu các bác sẽ liên hệ với em uh, đến đấy uh, technic thông số uh, của nó là model ở thông số thì em không thấy có tem thông số phía đằng trước nó chỉ có model. Thông số đằng sau cũng không có thông số, không có thấy ghi thông số công suất và bao nhiêu ôm. Đó. Và em bán với một mức giá là bát 22 cm. Đó, chung giấy, tép giấy, làm loa nghe nhạc phòng ngủ hoặc là những phòng khách nhỏ nhỏ cũng rất là hay nghe tí tách ạ cực kỳ tí tách và nằm loa hát karaoke chợ đời cũng rất là tốt với một mức giá là 1 triệu 800 nghìn 1 triệu 800 các bác nào mà xem được video mà chốt bất kỳ model nào thì liên hệ với số bên em tiếp đêm giới thiệu đến các bác này một cặp Pioneer bát 27 cm và chung giấy à, tép đô chung giấy tép đô chung giấy nó rơi vào tầm độ khoảng 8 cm là màng giấy đấy ạ còn bề rộng của cái chung nó rơi vào tầm 14 cm đấy ạ, cũng rất là lớn. Và một cái màng carbon gân vải nguyên zin rất là đẹp luôn ạ. Tuyến bát và tuyến gông kiềng không có bị rung rỉ bất kỳ chỗ nào. Đó, tuyến thùng cũng rất là đẹp, vuông thành sát cạnh, vuông thành sát cạnh bát 27 cm, pioneer. Đó. Với một mức giá em báo thông số và em báo giá luôn cho các bác. À, chiều cao là 59 Uh, rộng 32,5 và sâu uh, 26 cm cả e căng và tuyến hậu này cũng rất là vuông thành chất cạnh rất là đẹp luôn ạ hai chiếc uh, hai cặp thùng hai chiếc thùng đều đẹp như nhau nó có rep rai có rep rai trái phải có chữ rep ạ và model của nó là Pioneer X640V 100W 6 ohm made in Japan made in Japan ạ đó, với một mức giá các bác uh, tham khảo 3.500. 3.500 ạ. Rất là đẹp luôn, tuyến thùng bốn xung quanh nhiều rất là đẹp. E căng zin uh, theo noa em tháo hết ra đây. Cái nào mà gãy nát hoặc là không có e căng em sẽ thông báo luôn, còn tất cả những dòng noa là đều có e căng zin theo noa Và tiếp đây giới thiệu đến các bác này. Đây có cặp này thì có hai cặp, cũng của Pioneer bass 22 cm còn tổng thể nó là phải là 25 cm đó màng carbon màng carbon cũng rất là đẹp nguyên bụi bãi luôn em chưa lau dọn vệ sinh em dám đảm bảo là rất là đẹp luôn ạ đẹp xuất sắc dám khẳng định là tuyến loa không có chê vào đâu được kể cả tuyến thùng Gông kiềng không có bị rôm rỉ đó màng carbon gân vải nguyên zin bát 22 cm một cái chung giấy nó rơi vào 8 cm và một cái tép đô đó Model của cặp Pioneer này là chiều cao là 52, rộng 29, sâu 26. Model của Pioneer X1000V, công suất là 100W 6 ohm. Made in Japan cũng có rep nó cũng có rep trái phải. À, uh, loa còn rất là đẹp ạ, à, cũng rất là đẹp luôn. Đó. Đặc biệt tuyến loa tuyến thùng với một mức giá 2 triệu 500 nghìn. 2.500 cho cặp Noa Pioneer này có hai một model có hai cặp. Nó cũng rất là đẹp. Tương đối ạ, đẹp rất là đẹp luôn, cũng không phải là là hai cặp như nhau. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với shop bên em. Và tiếp đây em giới thiệu với các bác một cặp ken bát 25 năm này, cũng là màng carbon gân vải nguyên zin. gân vải nguyên zin, có bụi bẩn một chút em nó công việc nó hơi dày chút thì mong các bác thông cảm nâu chùi đi là đẹp xuất sắc màng carbon không có một uh, uh, vết uh, nào trên màng bát hoặc là là em dám đảm bảo nó đẹp xuất sắc nâu chùi thì không chê vào đâu được đó Ken là uh, S5i cũng có đẹp này Đấy. cũng có đẹp này 6 ôm 100 w uh, giải tần từ năm uh, hz đến uh, 20k đó, bát 25 năm một nỗi thông hơi phía đằng trước một nỗi thông hơi phía đằng trước và có một nỗi nhỏ em sẽ uh, siêu cái giá tốt để uh, giới thiệu đến các bác. đó một nỗi nhỏ em báo luôn dạ uh, cái này là nó có bị uh, uh, để bên uh, kho thì bên uh, kia đóng về thì nó có hơi bị uh, ngấm một chút nước một chút chút thôi ạ à. còn thùng rất là chắc ạ à. không ảnh hưởng gì đến 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 uh, chất âm đó không ảnh hưởng gì đến chất âm nó có vén mép lên một chút một chút thôi ạ à. để em soi cực kỳ kỹ luôn đó một tí còn bên giới là đẹp kê tuyến loa tuyến thùng bên giới nó không chê vào đâu được đó nó có một nỗi nhỏ em thông báo luôn e căng zin theo loa bát 25 cm một mức giá 2 triệu uh, 2 triệu 500 nghìn 2 triệu 500 đó, 2 triệu 500 các bác nhanh tay giá cực tốt luôn 2 triệu 500 cho các bác uh, uh, trải nghiệm đó, và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một cặp BMB cổ này màng giấy bát 20 gân vải nguyên zin và một cái tép đa hướng xoay được đa hướng công suất là rơi vào à, tối thiểu là 200W công suất 200W à, cả cặp là 400W công suất à, đấy là công suất chịu đựng một nội thông hơi phía đằng trước Ê, căng rất là đẹp tem cờ đầy đủ thì cặp BMB này có hai cặp đó ở tuyến thùng cũng rất là vuông thành sắc cạnh rất là đẹp luôn đến tay các bác là các bác không phải lo no nghĩ gì về loa và đặc biệt là em bao zin cho các bác bao zin cho các bác đó tuyến thùng thì rất là đẹp và một mức giá em báo ai xin lỗi em soi model để báo giá đấy các bác ờ, uh, cs x21r x21r 8 ôm 8 ôm và 200W made in Japan đó, có hai cặp và một mức giá là 3 triệu uh, 200 nghìn 3 triệu 200 có hai cặp các bác nào mà uh, ở bất kỳ model nào liên hệ giúp em tiếp đây mình giới thiệu uh, một uh, mẫu noa nghe nhạc và karaoke uh, nằm ngang nó của Pioneer Pioneer uh, bát 20 màng giấy gân vải nguyên zin rất là mềm một nỗi thông hơi phía đằng trước và cũng có một cái tép đa hướng, cũng có một cái tép đa hướng, đấy rất là đẹp luôn, các bác xoay 4 chiều luôn ạ, công chắc chỉ xoay được hai chiều thôi ạ, chứ không phải là 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 đó trước và sau thôi, không biết là à không cũng xoay được rất là nhiều đấy ạ, màng giấy nguyên vải nguyên zin nó là v V2... hai v này là v 11 một căng tất cả là theo noa tem cờ đầy đủ đó V11 V11 và V này là V21 đó V21 V21 mỗi loại có vài 4 5 cặp đấy ạ và em báo thông số đó, tất cả những dòng noa Pioneer nhá V11 V21 và V31 đó vẫn là đồng giá cho một giá các bác thích model nào cũng được đó 3 triệu 200 nghìn công suất tối thiểu là à, 150W công suất đầu vào 50W 6,3 ohm gì đấy ạ à. em xoay luôn xoay luôn đó xoay luôn à, công suất là 50W 6,3 ohm công suất chịu đựng là 150W đó là công suất tối thiểu công suất tối thiểu 150W là 300W cho cả cặp các bạn nghe nhạc hoặc các hát karaoke đó, hoặc là làm loa trợ nở rất là hay luôn ạ một mức giá 3 triệu 200 nghìn cho ba model V11, V21R, NR và V đây là e căng là của V31 ạ, nó cũng là bát 20. Bát 20 màng giấy gân vải và một cái tép cũng là đa hướng. Đó, tép giấy ạ. Cũng xoay đa hướng. Đó, những dòng này thì là có Uh, giá và có thương hiệu trên uh, uh, thị trường rồi đó, em vẫn bán một mức giá là có cái căng nó thì khác nhau một chút họ uh, V31 này nó công suất là cũng là được đầu vào là 50w tối thiểu 150 6,3 vẫn là một mức giá là 3 triệu 200 các bác chọn bất kỳ model nào em cũng không phân biệt là 10 V 11 V 21 và V31 là uh, giá khác nhau tại uh, công suất và tuyến loa này gần như là giống nhau còn chỉ khác nhau về e căng thôi đó, cũng rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp luôn và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một cặp loa cũng là hệ loa dàn đấy ạ Samsung uh, S X77 loa bao a này đó một cái bát 16 một cái tép giấy nó rơi vào 8cm và một cái à, xin lỗi và một cái chung giấy Trung giấy rơi vào 8cm. Một tem giấy 6cm. Màng carbon gân vải nguyên zin Đó, gông kiềng cũng rất là đẹp. Tuyến thùng cũng rất là đẹp luôn ạ. À. Chưa có nâu chùi nhưng mà nâu chùi đi là đẹp xuất sắc. Một nỗi thông hơi tầm độ khoảng 4,5cm phía đằng trước. Cao rơi vào tầm 38cm. À, rộng 20 Và sâu 25cm cả cái căng. Và em soi thông số của cặp noa. Sui S-X77. 6 ohm 75W. Made in uh, Taiwan Sản xuất tại Đài Loan uh, Xuất sang thị trường Nhật Đó Sản xuất tại Đài Loan đài Và xuất uh, sang thị trường Nhật Với một mức giá là 1 triệu 300 nghìn 1 triệu 300 nghìn cho các bác uh, uh, Tham khảo Đấy, Các bác nào mà muốn trải nghiệm thì liên hệ với uh, shop bên em Và tiếp đêm giới thiệu với Các bác một cặp loa cực kỳ là đẹp Đẹp mãn nhãn luôn Bát 27 chung uh, Uh, giấy màng uh, à, xin lỗi chung giấy gân uh, vải nguyên zin đó một cái màng carbon một cái màng carbon chưa thay viền đẹp xuất sắc họ nâu chùi thì là đẹp xuất sắc đặc biệt là thùng rất là đẹp luôn không có bị bể nở sứt sẹo đó chưa có dọn vệ sinh mà cũng chưa có sờ va rất là đẹp luôn ạ đẹp xuất sắc đấy ạ nó dám khẳng định là rất là đẹp Đẹp xuất sắc tuyến hậu hai chiếc như nhau Đó Model của nó là Onkyo Model là D55 Công suất đầu vào là 60W Tối thiểu là 120 Đó 6,45 ôm, Made in Japan Đó, Giải tần từ 36 đến 30k HZ Made in Japan Đặc biệt là tuyến thùng, tuyến hoa rất là đẹp, gông kiềng không có sờ ba mông má gì vàng đẹp tự nhiên và có y căng zin theo noa Đó cũng rất là đẹp tem cờ đầy đủ đằng trước nó có lưới bảo vệ rồi nhưng mà vẫn có thêm lưới y căng đậy đằng trước đó model của nó là on d55 chiều cao là 58 chiều rộng 32,5 và chiều sâu 32 xin lỗi chiều sâu 30 xăng ti cái căng một mức giá 5 triệu 5 triệu các bác tham khảo bát 27 màng carbon ạ onkyo. các bác nào nhanh tay. Loại này cũng rất là hiếm mà cũng rất là đẹp luôn ạ. Đó, nghe nhạc và karaoke thẩm âm gia đình cũng rất là tốt. Đó, rất là tốt luôn. Và tiếp đây giới thiệu đến cặp thôi cặp opto này thì uh, xin lỗi các bác này để đến uh, cố gắng trưa mai em sẽ làm một video giới thiệu vào đến uh, những cái loa karaoke chuyên dụng của 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 uh, công ty nhập khẩu đó chính hãng luôn em giới thiệu qua về một ổ cắm điện đó ổ cắm điện của nhật ạ các bác ổ cắm điện đằng sau có hai nâm châm hút để dính vào những cái sắt các bác không phải bắt vít ốc hay nở hay bất kỳ một cái gì có điện thông báo phía đằng trước nó có điện báo phía đằng trước dây dài 5m của Nhật 100 trăm đó cực kỳ là gấu luôn dây có thông số ở trên dây Đó. có thông số Đó. dây cũng cực kỳ là lớn to như ngón út của em luôn Đó. dây dài 5 mét và có 4 nỗ ổ cắm một hai ba bốn nỗ ổ cắm đó các bác cắm vào đây các bác cắm vào đây cắm vào các bác xoay đó cắm vào là nó tự xoay chứ không phải là cắm vào để các bác xoay mà lúc rút ra là bác xoay theo cái chiều kim của uh, uh, hướng dẫn nó tất cả bằng chữ nhật Đấy. không thấy nó ghi Made in Japan ở trên uh, đây em chưa đọc kỹ đó. xoay này các bác cắm vào là nó tự xoay cắm vào là xoay các bác không đó xoay tách một cái là sẽ ngang ra các bông muốn rút ra thì các bác xoay đó xoay rất là an toàn nó rất là an toàn đặc biệt là cho những thiết bị âm thanh nhà các bác mà nên cần thiết những cái chân dẹp này đó cũng có là à, ngang thẳng ra như này thì các bác không rút ra được nhưng mà các bác xoay đó chéo ra như này các bác rút lên dây dài 5 mét cực kỳ là gấu và cũng rất là đẹp luôn dây chưa qua sử dụng nó uh, có thùng uh, à, xin lỗi có giấy bóng với bảo quản nhưng mà nó rách dần mà em để bên kho nó nâu được đợt này em đóng về để uh, bán cho các bác với một mức giá là 220.000 nghìn. 220.000 nghìn một sợi dài 5m nó cũng rơi vào tầm độ khoảng 9 nạng đấy ạ tầm 9 nạng đến 1 cân một sợi dây nó dài 5m 220.000 các bác nào mà chốt được thì liên hệ với em qua tầm biển trên và tiếp đây em sẽ giới thiệu đến các bác này tất cả những loại đồng hồ à, xin lỗi à, tất cả những bật nửa zippo cỏ hộ đó, bộ cổ cực kỳ là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đó, em đã đánh số từ 1 đến uh, 17 đến 21 đấy ạ. Đó, em sẽ soi qua một lượt để báo giá đến các bác. Các bác nào mà có thiện trí hoặc là siêu tầm, siêu tầm và chơi những đồ cổ hoặc là uh, hút thuốc. Uh, uh, đấy, rất là đẹp luôn. Em rất là đam mê những cái đồ cổ này nên ra là cũng chia sẻ với các bác thôi, chia sẻ với các bác. Đó. Em soi từng cái một nhá, soi từng cái một từ bắt đầu từ cái số 1 đi. Bắt đầu từ cái số 1. Đó, một cái Zippo này. Rất là đẹp luôn, đó. Con này thì là có cái ký hiệu, ký hiệu thì em cũng không thông thạo về tiếng Anh nắm cho nên là các bác em soi như này là các bác à, à, Nào mà có nhu cầu thì liên hệ với shop bên em Đó, Cũng còn rất là đẹp luôn Rất là đẹp luôn Các bác về chỉ cần tra xăng của bật nửa shippo vào là các bác chơi thì các bác biết rồi Cái này thì Nó chỉ có thế này thôi Đấy với một mức giá là à, 350k 350k cho con số 1 350k cho con số 1 nhé Đó, em soi rất nhanh để báo đến các bác con số 2 này. Đó, con số 2. Các bác thích mẫu nào thì uh, liên hệ với số bên em. Đó, con số 2. Đó. Cũng rất là đẹp luôn, có chữ uh, uh, dập mà chìm trên uh, bật nửa luôn. Đấy các bác uh, nào mà chơi thì các bác chắc là các bác rất sành về loại này, em không sành lắm nhưng mà em uh, đặc biệt là em rất thích cho nên là em mua về chia sẻ luôn. Đó và em chơi luôn. Đó. Đấy, còn uh, Các bác nào mà có nhu cầu thì uh, em sẽ rút uh, từng chiếc ra chụp hình uh, cho các bác cũng được. Đó, rút từng chiếc ra nhưng mà em báo giá cho các bác. Bác bác uh, con mẫu số 2 này. Đó, 350k này. Ờ. Uh, con mẫu số 3 này. Đấy, con mẫu số 3 này, đó. Rất là đẹp luôn. Đó. À, màu inox đó, cũng 350k này cho tất cả các à, loại bật nửa cổ, Zippo đó. Đấy, em soi các bác cần chi tiết thì em sẽ chụp hình à, à, con này thì rất là đẹp này, bằng phay xước còn à, không bị chảy xước luôn, phay xước rất đẹp. À, con này con số 14, Để nhặt đến đâu thì báo luôn đến đấy các bác chốt theo số thôi mà không từ số 1 mà các bác xem chốt em quay nhặt con nào thì là có số má rồi đó con số 14 này hai cái súng đục CMC cực kỳ là đẹp này đó mạ màu đồng Gold này đó bên trong một nửa còn rất đẹp đó với một mức giá là 400 000 400k 400k và tiếp đây con số 17 này đó 17 đặc biệt là bên trong ruột gan rất là đẹp luôn ờ, như kiểu là chưa sử dụng ạ bất có bất đầy đủ này đó. chưa có cha dầu cho nên là không nên được đó. có logo khắc uh, trên bựct uh, nửa một chút chút uh, chỗ này thôi đó uh, 350k bác các bác nào thích chứ bất kỳ màu đen nào 10 năm uh, rất là đẹp rất đẹp luôn màu màu uh, được sơn xi uh, si màu nâu, màu, màu đen ạ, à, màu nách uh, Sơn sần, sơn sần cũng cực kỳ là đẹp. nó con số 15. Đó, được uh, có tem logo này. Đó, các bác xem và tham khảo luôn. Đó, số 15 350k. Bác thích đen nào hoặc là hợp bất kỳ model nào thì uh, uh, em chỉ bán đồng giá con nào mà gấu đẹp một chút thì uh, có thêm uh, uh, vài chục k trà Đó. Đấy, cũng là màu đồng gôn ờ, đồ cũ mà hàng siêu tầm Đó. có logo nổi này màu đen màu đen thì cái em cũng không đây là tiếng Anh rồi em không đọc được nó con số 21 350k nó con này cũng rất là đẹp này ờ, có ờ, một bức tượng Phật này đục nổi sim, si cực kỳ là gấu rất là đẹp luôn màu bằng đồng đằng sau nó có chữ này. Đó, rất là đẹp ạ. Đó, rất là mới luôn. Dày dặn, cầm rất là nặng tay ạ. Đó, con số 11. Đấy thì con số này con số 11 400k. Đấy, con số này thì là thông số đây đằng sau nó có nút xoáy nó không biết là xoáy của cái gì, em cũng chưa khám phá. Con này là này, con China, con này, chắc là con đời mới ạ, à. con này có China này. Đó. Có con này là có China, vẫn là bự giàu. Đó. Con này China. Em bán với mức giá 250k, 250k, con số 5. 250k, đó. Con số 4 này. Đấy. Có tem uh, nhãn đầy đủ này. Đó, rất là đẹp. Con số 4. Đó cuột gan rất đẹp. trăm uh, 350. Đấy con này thì lại cũng là rất là gấu đẹp này. Ồ, oh, đây tất cả nó có seri hoặc số uh, bên giới nhưng mà em đã đánh số đây rồi. Đó, em soi kỹ để các bác uh, tham khảo có uh, đục sim Đó. Các bác uh, tất cả nó có uh, logo ở bên uh, đây. Đó, em soi đó, tất cả nó có con uh, Số vừa nãy con số 7, con số 7 350k. Đó. Con số 19. Đó. Con số 19. Đó. 350k. Rồi em uh, quay uh, đến đây thương có video nó dài quá các bác lại xem nó lại hơi uh, uh, tẻ nhạt. Mai em lại quay tiếp. Con số 12 em báo nốt con số 12 này. Đó. Con này là cũng China này, ghi rõ China, Zippo, 250k, còn China đây có, có khoảng 10 con VIP, Đấy. em đổ đồng với mức giá là 1 triệu 500k thì mai em sẽ hoặc trưa mai em sẽ quay video giới thiệu đến các bác thêm, các bạn nào xem được video, à xin lỗi, em sẽ giới thiệu qua một cái, đến một cái bình thủy, bình thủy của bên em mới về ạ. À số lượng cũng có giới hạn mới đét chưa qua sử dụng đó bình 3 nít nhá bình ba nít đó. bình 3 nít ạ à. ờ... bình thủy cho các bác chứa nước để pha chè pha cà phê bất kỳ pha sữa nước chứa ở núi này trong cái khoang này 3 nít đó ờ... nó là 40 độ này 60 độ 80 độ đến 100 độ đấy tùy các bác lựa chọn các bác chỉ cần xoay vòng đi cái là nước nó sẽ sôi luôn sôi trong vòng 3 đến 5 7 giây đó các bác không phải chờ đợi gì khi các bác vặn ngược trở lại các bác vặn ngược trở lại thì nó không có nó nung điện cả ngày luôn các bác dùng đến đâu thì là nước nóng sẽ ra đến đấy các bác chờ em một chút ạ và em báo mức giá để các bác nào mà uh, Nghiện cà phê nóng chè chát rồi là Pha sữa hoặc là Nó rất là tiện dụng nói chung là là các bác lấy nước nóng bất kỳ lúc nào Đạt ơi Đạt ơi Cho bố mượn cái cốc xanh nhỏ nhỏ cái để bố test cái, cái, cái bình thủy này giới thiệu lên các bác để các bác tham khảo tranh thủ đi con Các bác chờ em một chút ạ à. Trong lúc chờ đợi thì em giới thiệu uh, một chút về bật lại tiếp tục là bật nửa đó những con này là con vip rồi ạ em cũng không biết là con nào là con 2 triệu con nào là con 3 triệu à, có người đã đã cho nhặt là là cho bảo là là để cho em trong 10 con này là có những con đến đến hai ba bốn triệu đấy ạ em cũng không biết là con nào là con hai ba triệu đó người ta đã nhặt buôn người ta đòi nhặt là trong một số đây là đã trả cho đến em đến triệu rưỡi mà em à, muốn à, về làm video trải nghiệm và em cũng muốn trải nghiệm và chia sẻ đến các bác này. Con số 1. Đó. Sản xuất 19 uh, 1967 12 tháng 5. Đó. Con này là con uh, uh, USA. Đúng rồi ạ, Made in USA, Made in USA. Đó, đây. Các bác uh, xem và tham khảo. Các bác nào hiểu biết thì uh, Uh, comment bên dưới uh, giúp em, em bán đồ đồng hoặc là 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 các bác nào uh, em cứ đã đánh số số 1 này em báo giá 1.500k. triệu 500K. Đó, cũng rất chi là đắt đấy, ạ. em mua với mức giá cũng rất là cao rồi. Em uh, thích thì em cứ mua thôi và chia sẻ thôi ạ. Các bác nào xem được thì uh, đó. Con số 1, 1.500k, uh, triệu 500K. đó nửa mà cũng đắt uh, đỏ quá. Tiếp đây con số 2. Con số 2. Đó bằng đồng USA này ạ. Cổ. USA năm sản xuất thì các bác nào mà cần chi tiết thì em soi qua về về như thế này. Đó, em vừa khui hàng tay nó cũng hơi uh, mất vệ sinh một chút Đó, em vừa khui về báo lên các bác đây Ui, soi nó hơi hơi mờ Đó. Em soi nó hơi mờ Ôi các bác nào mà cái bật nửa này thì em sẽ có một video riêng một video riêng để giới thiệu các bác. Đây có 10 con VIP, gọi là VIP. Có con lên 3 4 2 3 triệu đó. Made in USA này. Đó. soi điện thoại này nó hơi uh, Mở một chút. Để em báo soi uh, xong và đây em test cái bình thủy để giới thiệu đến các bác này. Đó. Quay uh, mức uh, 10 độ này, 20 độ này, 30 độ đến 40 độ này. Đó, nước sẽ ra ngay ra ngay trong dây nát và lên đến 100 độ này đó lên 100 độ em xoay 100 độ các bác chờ một chút chút thôi 5 3 7 giây là có nước nóng pha chè nóng sút sụt bốc hơi luôn đó, đủ 100 độ luôn ạ đó và tắt đi này ra rất nhanh luôn có một tí cái này đầy công nước luôn đó là điện 100V điện 100V dùng nước nóng lúc nào thì à, bình thủy sẽ đun lúc đấy. Đó. Dùng lúc nào thì bình thủy sẽ đun lúc đấy. Ở đây toàn bộ là tiếng là tiếng của Nhật. Tiếng của Nhật. Mới chưa qua sử dụng, còn nguyên thùng xốp. Đó, với một mức giá là à, bình 3 lít ạ. Các bác à, nào mà à, pha chè hoặc là à, cho pha sữa cho trẻ rồi là có nhiều à, chức năng đó từ à, 10 độ đến 100 độ uh, nước nóng, nước ấm. Đó, các bác dùng đến đâu thì các bác uh, vặn đến đấy và đến 100 độ thì cũng trong tích tắc. Đó, 100 độ trong tích tắc bình 3 lít, em bán với mức giá 900k. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với shop bên em qua tầm biển trên. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác này, em siêu uh, một cái mức giá, đây em có thêm một cái loa Pioner Pioner P7 uh, trăm uh, 710V 6W à xin lỗi 6 ôm uh, và 60W đó 6 60W made in Japan nó có một chiếc thôi ạ đó có một chiếc một chiếc bát rơi vào tầm 16 cm 16 và một cái chung uh, giấy tép uh, đôm uh, tầm khoảng uh, 6 cm đó một mức giá em sẽ thay viền cho cái cặp noa này, một chiếc noa Một chiếc noa mức giá 400k 400k cho một chiếc noa, các bác nào có nhu cầu thì liên uh, hệ với shop bên em Đến đây uh, video của em nó hơi ra Thì em sẽ hẹn các bác vào video uh, trưa mai để giới thiệu uh, Thêm một số mẫu noa karaoke uh, cao cấp của của um, Mỹ Của Đài Loan uh, Nhập khẩu chính hãng Đến đây em xin tạm dừng video Hẹn các bác vào video trưa mai, các bác xem được video thì uh, ở cho em xin like nút đăng ký để nhận những thông báo shop em thường xuyên review em xin chào và tạm biệt các bác